cắm dây á, thì cài như thế nào? Bà con thấy này, ở đây mình đã cắm nguồn nè và cắm dây len vào. Camera chúng ta để đây nha. Rồi sau khi cắm dây xong á, thì mình sẽ nhấn cái nút reset ở đây để reset camera lại. Nhấn và giữ nha bà con. Đấy, rồi nghe tiếng tiết như vậy chúng ta thả ra. Thực sự cắm dây cài rất là nhanh, và đặc biệt á, khi mà chúng ta sử dụng cắm dây như thế này nè thì nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều, vì cái đường truyền á không có dựa vào tín hiệu wifi mà sẽ đi trực tiếp bằng dây mạng luôn. Đây nha, dây mình vẫn còn cắm ở đây nha. Chúng ta sẽ chờ cho nó reset lại và khởi động xoay một vòng. Sau khi xong hết, nghe một cái tiếng tu một cái là ok. Đấy, nghe tiếng này là ok nha. Đấy, bà con vẫn nghe tiếng tu tu đúng không? Sau đó chúng ta mở app lên nè, chọn dấu cộng trên cùng nè. Sau đó chọn mục là kết nối có dây. Đã hoàn thành các thao tác trên, tích vào và bấm tiếp tục. Nó sẽ tự động search cái mẫu camera của chúng ta. Đây, nó đã thấy được đây là chấm 18 nha. Sau đó chúng ta bấm vào dấu cộng. Bà con thấy rất nhanh. Đấy, vậy là xong rồi đấy. Ví dụ như mình đặt là đứa bé đi. Rồi, xác nhận, kiểm tra thiết bị của tôi. Đấy, ngay lập tức là đã xong rồi nha. Con thấy đây, rất nhanh với cái việc mà chúng ta cài đặt như thế này, cắm dây ổn định hơn rất là nhiều. Rồi, bà con còn thắc mắc hay cần hỗ trợ thông tin gì nữa thì hãy bình luận lại trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.